Mến chào anh chị và các bạn, chào mừng cả nhà đã đến với kênh của mình. Theo một số bình luận và yêu cầu của anh chị và các bạn thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn cách pha bột chiên chuối giòn xốp ha. Và cách pha bột hôm nay thì hơi khác hơn mọi khi tí xíu. Anh chị và các bạn thích món chuối chiên và muốn biết cách làm đơn giản như thế nào thì mời cùng vào bếp với mình nha. Để pha bột làm món chuối chiên hôm nay thì đầu tiên mình có 200g bột gạo, ở đây thì mình dùng bột gạo lọc nha các bạn, và một muỗng canh bột mì đa dụng để cho miếng chuối chiên mình được giòn xốp và để cho cái phần chuối chiên của mình nó có cái độ giòn. Và cái bí quyết ở đây là mình dùng cơm khô nha các bạn, cơm này là mình đã phơi khô. Cơm khô này thì mình dùng 2 muỗng canh như thế này, còn nếu các bạn không có cơm khô thì các bạn dùng cơm nóng và cơm nguội đều được, nhưng mà mình phải cà hoặc nghiền xay nhuyễn ra nha. Qua nhiều lần chiên chuối thì mình nhận được rất nhiều bình luận của anh chị và các bạn là muốn mình chia sẻ món chuối chiên được giòn xốp và ngon, thì hôm nay mình nghĩ ra cái cách này, đó là mình dùng cơm khô này để mình trộn vô trong bột để cho cái miếng chuối chiên của mình nó được giòn. Và muốn xốp thì mình cho thêm bột mì đa dụng, và muốn cho miếng chuối chiên của mình nó được béo ngon hơn thì mình sẽ dùng nước cốt dừa. Cái nguyên liệu và các liều lượng như thế nào thì mình sẽ vừa làm vừa chia sẻ chi tiết hơn với các bạn nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần cơm khô này này vô trong cái túi ni lông gì để mình đem mình cà cho nó nhuyễn ra. Cơm khô này là mình dùng 2 muỗng canh cho 200g bột ha. Nếu các bạn không có cơm khô thì các bạn có thể dùng cơm nóng hoặc cơm nguội đều được. Bây giờ thì mình dùng một cái chài hoặc một cái gì cứng cứng đó mình đặt cho nó nhuyễn ra. Cơm khô mình dần cho nó nhuyễn nát nát ra gì là được nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi trộn bột nha. Đầu tiên thì mình sẽ cho 200g bột gạo vào trong cái thau lớn hơn. Nếu các bạn không có cân thì các bạn dùng chén lường ngang mặt gì nè. Mình dùng chén ăn cơm hơi lớn, đường ngang mặt thì là 200g bột nha. Và một muỗng canh bột mì đa dụng để cho cái món chuối chiên mình nó giòn có độ xốp hơn. Đường thì mình dùng 2 muỗng canh như thế này. Đường thì tùy các bạn thích ngọt hoặc nhạt như thế nào, các bạn có thể tăng hoặc giảm nha. Và mình cho một tí xíu muối để cho vị ngọt nó đậm đà hơn. Rồi tiếp tục thì mình cho hết cái phần cơm lúc nãy đó. Cơm khô mình dần cái lúc nãy đó các bạn. Cho hết vào luôn nha. Đó, mình dần cơm khô ra nó nhuyễn như nè. Cái này là nhuyễn khoảng 9-10 vậy đó. Rồi bây giờ thì mình cho 250g nước cốt dừa vào. Nếu các bạn không thích béo thì các bạn có thể làm nước lọc bình thường cũng được, nhưng mà ở đây mình muốn cho nó béo đậm đà ngon hơn thì mình dùng nước cốt dừa. Rồi mình trộn lên. Còn tùy theo bột cũ và bột mới thì nó có thể hút nước khác nhau. Thì nếu mà cái phần bột nó có đặc quá thì các bạn có thể thêm một tí xíu nước. Cái phần bột mình khuấy ra cho nó tan chảy hết thì nó có dòng sánh như này các bạn. Thì lúc này mình thấy cái phần bột mình nó còn hơi bị kẹo nè, thì mình sẽ cho thêm một tí xíu nước. Thì cái phần nước nó dao động từ là 300g đến 320g nha các bạn. Nếu các bạn thích ăn mè thì các bạn có thể cho mè thêm. Và cái phần bột này là mình không cần gây lại nha, vì cái phần cơm á nó lợn cợn gì nè, là tí xíu nó nhờ cái phần cơm này mà cái phần chuối của mình đã được giòn xốp đó các bạn. Rồi để tạo màu thì mình dùng nước màu ha. Mình cho một tí xíu nước màu vào để tạo màu. Và mình để bột nghỉ nở khoảng 15 phút. Trong khi chờ bột nghỉ nở thì mình sẽ đi chuẩn bị lột chuối nha. Chuối hôm nay thì mình dùng chuối xiêm chín cũng vừa phải. Và mình cho vào trong cái bọc đó, mình cuốn lại mình ép dễ hơn.
Mình cho bột thì ra cái khay lớn hơn để tí xíu mình dễ chiên. Cái phần cơm nó còn lẫn cợn như này các bạn, nhưng mà tí xíu nhờ cái phần này nè mà cái chuối mình nó được giòn xốp á, mình không cần phải lược ra đâu nha. Ép chuối xong thì mình sẽ cho chuối vào trong bột này vài miếng để mình chiên cho nó nhanh. Khi mà cái chảo của mình á, chiên được mấy miếng một lần thì mình ép trước mấy miếng thôi nha, đừng có ép nhiều trước quá. Ép nhiều quá thì chuối của mình nó dính nhiều bột, nó mềm á, khó gắp để chiên á. Để cho miếng chuối chiên của mình á, khi chiên lên nó được phồng tròn mà nó không có ngấm nhiều dầu thì các bạn nên để cho dầu nó sôi thật là sôi. Sôi già rồi á, thì mình hả cho chuối vào mình chiên nha. Dầu giờ nó đã sôi đều như là được rồi nè các bạn, giờ thì mình sẽ cho chuối vào mình chiên thôi. Với cách pha bột này thì muốn cho miếng chuối của mình nó căng phồng tròn đẹp mắt thì mình nhúng 2 lần bột nha các bạn. Chuối mẻ nào cũng vậy hết trơn các bạn, mình chiên nó rất là căng tròn, rất là đẹp như vậy nè. Với nhiều cách pha bột thì đều cho ra cái miếng chuối chiên giòn xốp, mang hương vị thơm ngon khác nhau. Thì mình luôn tìm những cái cách nào mà nó đơn giản nhất để anh chị và các bạn dễ dễ làm ha. Mà hôm rồi mình có đọc được một bình luận của một bạn kêu mình chia sẻ là chuối giòn mà xốp nữa, thì hôm nay mình chọn cách này chia sẻ với anh chị và các bạn. Thì anh chị và các bạn thấy cách nào tiện với gia đình của mình thì áp dụng như cả nhà. Thì mình thấy cách này cũng rất là đơn giản dễ làm. Nếu anh chị và các bạn không có gạo khô á, không có cơm khô thì mình có thể dùng cơm nguội hoặc cơm nóng đều được. Chuối giờ mình đã chiên xong rồi các bạn ơi, chuối nó rất là giòn luôn nha. Với cái công thức pha bột này thì mình thấy rất là đơn giản dễ làm, chuối thì nó giòn xốp rất là ngon ha, và nó rất là căng tròn như nè, miếng nào miếng nấy nó căng tròn rất là đẹp luôn ha. Nếu anh chị và các bạn thích cách pha bột chiên chuối này thì hãy thử và biết làm cho gia đình mình dùng nha cả nhà. Chị thì rất là đơn giản, mình đã chia sẻ đến anh chị và các bạn thêm một cách pha bột chiên chuối nữa. Cách pha bột này thì mình thấy cũng rất là dễ làm. Nếu anh chị và các bạn muốn món cái chiên của mình nó giòn lâu hơn á, thì anh chị và các bạn bỏ qua bột mì đa dụng nha. Vì mình cho bột mì đa dụng á, thì nó có cái độ giòn xốp, nhưng mà cái độ giòn nó giữ không được lâu. Còn về màu chuối chiên thì các bạn có thể dùng màu bột nghệ hay là màu nước màu cũng được. Màu đậm hay nhạt thì tùy ý của các bạn, mình thích đậm nhạt thì mình cho nhiều hoặc ít ha. Hôm nay mình chia sẻ thêm công thức này nữa để anh chị và các bạn thấy cách nào tiện với gia đình của mình thì áp dụng nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này của mình. Mến chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo nữa nha.